mời trọng tài Trần Văn Quang Văn Đà, mời vận viên Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đức Dung Hà Nội, Nguyễn Đình Minh Linh chơi thứ đấy bàn đấu. Các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ngồi một bên góc nằm đỏ, ông điểm góc nằm xanh, 6 điểm.